Đây là con răng ma cho khách Bình Phước đấy ạ. Đây là con máy em đã chỉnh sửa test hết rồi. Răng ma đường dao 7 tấc ạ. Đây là cái đĩa em đã thay đổi làm hết rồi. Dao gập ấy. Hình thức thì cũng còn tương đối đẹp rồi. Em nổ rồi.